Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4sa.com và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái bộ màu mới, bộ màu Live Preset, một bộ màu chuyên về chọn ảnh chân dung. Và nếu như các bạn chưa biết là Live Preset là cái gì thì Preset thực tế là một cái những cái điều chỉnh có sẵn và những cái setting về cái màu cho các bạn ở trên phần mềm Lightroom hoặc là Camera Raw của Photoshop. Và khi các bạn cần blend màu, các bạn chỉ việc click chọn những cái màu mà các bạn cảm thấy thích và chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu về ánh sáng cho nó hợp thôi. Và đơn giản như vậy là chúng ta đã có một cái bức hình được blend màu rất là đẹp rồi, và nó sẽ rất đỡ tốn thời gian cho các bạn. Rồi, thì để các bạn dễ hình dung hơn về trong bộ Live Preset này nó sẽ có những cái bộ màu gì thì ở đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem tham khảo ha. Ok, thì ở đây là giao diện của Lightroom nha. Thì ở trên Camera Raw thì nó cũng chẳng khác gì mấy, cho nên là ok, chúng ta đơn giản là chúng ta demo thôi. Thì trong bộ Live Preset hiện tại ở thời điểm tháng 5 2019 thì hiện tại chúng ta đang có 15 cái preset chuyên cho chân dung. Và tất cả trong số này thì đều sẽ thiên hướng về kiểu như là hơi sáng một tí, và nó thiên về cái phần là nó trong trong veo ha, nó trong veo và nó sáng trong veo và nó nổi bật về cái màu da. Đó, nó mình chỉnh khá là kỹ về cái vấn đề là bị ém màu da, nó cực kỳ ít luôn và gần như là không có. Thì đấy, chúng ta sẽ sử dụng cho hình chân dung là ok nhất nha. Thì chúng ta đi lướt chút xíu để chúng ta biết rõ từng màu nó như thế nào trước khi các bạn ra quyết định các bạn mua. Rồi, đầu tiên thì hình này thì mình sẽ cho nó về gốc đi. Đây, đây hình gốc của chúng ta ha. Khá là đơn giản, và chúng ta sẽ có layer số 1. Rồi, các bạn thể thấy ở đây nó sẽ, các bạn sẽ thấy là nó bị sáng. Tuy nhiên một vấn đề thôi, là bởi vì cái hình gốc của chúng ta cái temperature nó khá là cao, từ 8400 lận. Thì đây nó giống như là một cái hướng dẫn sử dụng cho anh em luôn này. Các bạn click vô, các bạn cảm thấy nó không ổn thì các bạn có thể nhìn vô cái histogram của chúng ta, thì có thể thấy là cái màu đỏ với màu vàng nó đang ở phần highlight rất là nhiều. Cho nên là các bạn sẽ đơn giản là kéo xuống thôi ha. Kéo xuống tới khi nào các bạn cảm thấy nó ok nhất có thể thôi. Hoặc là ở đây ở dưới mình có một cái tool tên là tool White Balance ha, tool White Balance. Các bạn click cái thì mình cũng sẽ cân bằng tạm ổn lại cho anh em. Thì nếu như các bạn cảm thấy vẫn chưa được thật sự là ok lắm thì các bạn có thể tự chỉnh tay lại một cách ở đó, kéo ở thanh White Balance này thì các bạn sẽ có một cái quả chúng ta điều chỉnh lại đơn giản vậy thôi. Đó, thì chúng ta có một cái hình rất là trong sáng, đơn giản, nhẹ nhàng, có thể giảm sáng đi chút xíu. Ok không? Ok chứ đúng không? Rồi, đó là màu số 1, màu số 2 nè, chúng ta cũng sẽ thử theo luôn. Màu số 2 cũng sẽ là một cái màu trong sáng, tuy nhiên là ở đây nó hơi thiên hướng về cái phần màu xanh lá cây là nhiều. Cho nên là ở đây có thể là mình sẽ đẩy màu tím lên chút xíu. Thì có thể thấy là đối với cái bộ line này, cái cách chỉnh nó cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần tập trung duy nhất vào cái temperature, cái tint và cái exposure, ba cái này cho mình thôi, ba cái thanh này cho mình thôi. Ở bên Camera Raw cũng vậy luôn nha. Rồi, thì đó là cái màu số 2. Hay rồi, màu số 3 là cái màu nó hơi có một chút hồng phấn ha, hơi một chút hồng phấn nhưng nó vẫn là trong sáng. Nó vẫn trong sáng, có thể so sánh như là trước này, đây là sau này, đây là trước, đây là sau. Thấy không? Màu số 3. Chúng ta có ba màu đầu là rất là trong sáng rồi, và màu số 4 là cái màu nó hơi chuyển qua vintage chút xíu. Nó hơi có một chút cái sự thay đổi ở cái vấn đề là chúng ta làm cho cái màu chúng ta nổi bật hơn rất là nhiều. Khi các bạn thấy là cái phần màu xanh lá cây của chúng ta nó đổi qua cái màu hơi cyan chút xíu, nó nhiều cái tính cyan hơn. Thì đây có thể thấy chúng ta có thể chỉnh nhẹ giảm cái exposure đi chút xíu để chúng ta nó ổn hơn, cũng như là giảm temperature. Đó, thì các bạn có thể thấy là ở đây cái hình chúng ta nó sẽ ok hơn rồi này. Đó, được không? Rồi, đó là màu số 4 ha. Tức là màu số 5. Màu số 5 nè. Đó, màu số 5 thì nó có cái tính chất tương tự với lại cái màu số 4. Tuy nhiên có vấn đề là nó cái độ chênh sáng của chúng ta, cái độ chênh màu nó không có nhiều, cho nên cái hình chúng ta nó rất là nhẹ nhàng. Tí nữa có một cái màu giống như vậy nhưng mà nó còn tốt hơn nữa cơ. Rồi, tiếp tục màu số 6. Màu số 6 nó bị tình trạng tương tự là cái temperature chúng ta đã đẩy qua vàng rất là nhiều, cho nên là mình giảm nhẹ xuống. Thì các bạn có thể thấy là từ màu số 1 tới màu số 6 chúng ta thiên về cái phần trong sáng, và nó sẽ không có nhiều sự thay đổi về cái phần màu sắc để cho chúng ta giữ được cái gọi là cái đỉnh nhất của hình của chúng ta là khi chúng ta chụp. Rồi mình sẽ thử lại với màu số 6 nè. Đó, thì có thể thấy là nó đẩy màu lên rất là nhiều. Như ở đây các bạn có thể thấy là cái phần này nó hơi tối chút xíu, cho nên mình sẽ kéo shadow lên nhẹ lại và tăng giảm cái exposure chút xíu. Đó, thì có thể thấy là hình chúng ta nó ổn hơn rất là nhiều đúng không? Giảm đi chút xíu này, giảm cái temperature đi chút xíu để màu nó lạnh hơn, lạnh hơn tí xíu, giảm cái độ nhiệt đi thì có thể thấy là đó, hình chúng ta nó sẽ trong sáng hơn, nhìn rất là tuyệt vời đúng không? Đó là màu số 6. Rồi, màu số 7 nè. Đó, thì nó chuyển qua phần màu hồng và da của chúng ta nó sẽ hồng hơn. Thì ở cái màu này thì mình nghĩ các bạn nên kéo cho nó thiên về phần màu sáng.
ha, thiên về cái ánh sáng nhiều hơn một chút xíu để cho cái hình của chúng ta nó nổi bật lên và màu da nó hồng hào hơn, thì nó sẽ tuyệt hơn rất là nhiều. Thì ở đây có thể là mình sẽ tăng temperature lên chút xíu để có thể thấy là từ cái màu hồng đó nó hơi lạnh, thì các bạn đẩy nhẹ cái temperature lên, tức là đẩy cái nhiệt độ màu lên, tăng nhiệt độ lên là nó nóng lên đúng không, thì nó ấm hơn. Thì có thể thấy chúng ta có một cái hình như thế này rất là tuyệt vời đúng không. Rồi màu số 7 rồi đúng không, nãy là màu số 7, bây giờ là màu số 8 nè. Đó, màu số 8 thì chúng ta sẽ chuyển qua hướng màu cyan. À, cyan có thể gọi là orange teal cũng được nữa. Cái màu orange teal các bạn hay gặp á, như là cine chẳng hạn vậy. Đó, thì ở đây mình có chỉnh nhẹ lại. Nó là orange teal dành cho ảnh portrait, tức là ảnh chân dung. Nó nhẹ hơn, nó ok hơn. Khi mà các bạn có thể thấy là cái màu của chúng ta nó sẽ đó, nó nổi bật cái phần người mẫu lên và tất cả màu khác nó làm cho cái màu rất là mát ha. Rồi, màu số 9. Màu số 9 này thì nó nhẹ hơn chút xíu. Rồi. Ha, thì các bạn thấy nó khá ổn đúng không? Mình chuyển sang một cái stop khác cho anh em coi. Màu số 9 này. Rồi, đây là hình gốc, đây là sau khi chỉnh. Rồi mình thử dùng cái hình này coi sao, màu số 9 này. Đó, thì đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Nó hơi ám một chút xíu, nhưng hình cũng nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, màu số 10 là màu có contrast tương đối cao, thì anh em có thể thấy là cái màu số 10 này phù hợp cho đại đa số hình của chúng ta. Đó, chỉ một click thôi và màu của chúng ta nó sẽ rất là trong sáng luôn. Như cái hình này thì nó đặc biệt, nó phù hợp ha. Rồi, tiếp tục màu số 11 là gần như là gọi là cái màu mình thích nhất trong này. Nó không hẳn là về trong sáng nhưng mà nó, anh em hiểu biết gì không? Cái hình này chúng ta thêm cái chữ Hàn Quốc này nọ vô á, nó đúng style luôn á. Mình sẽ thử với cái stock này chẳng hạn vậy, màu số 11 nè. Đó, thêm chữ Hàn Quốc, chữ Trung Quốc vào. Thôi thì thôi, rất là phù hợp luôn. Đó, nhẹ nhàng và nó rất là nổi bật ha. Vừa cái độ nét rồi độ contrast nó vừa ở cái mức ổn định. Và nó làm cho hình của ta rất là nhẹ nhàng, đúng kêu cái kiểu style Hàn sản mà anh em đa số là rất là thích. Cái này là mẫu cũng thích nữa, không phải là cá nhân của người chỉnh nữa. Rồi tiếp tục màu số từ 12, chúng ta quay trở lại với cái màu mà nó hơi contrast cao hơn chút xíu. Mình có thể đổi qua cái stock này cho anh em thấy. Đó, màu số 12 này, đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đó, nổi bật cái màu da này rất là nhiều, anh có thể để ý cái phần màu da này. Đây là trước này, đây là sau này. Đó, nó đẩy cái sự cân bằng lại nhưng mà cái contrast nó vẫn cao. Rồi màu số 13 thì nó thêm cái mà phần fade hơn ha. Nó vẫn là nặng về cái vấn đề là màu ánh sáng chủ yếu, nhưng mà đó, nó cân bằng lại nhiều. Nhưng mà ở cái màu số 13 này á, màu xanh lá cây, màu đỏ nó khác biệt tương đối nhiều so với màu số 12. Rồi màu số 14 nè. Đó, nó nhẹ hơn. Đó, màu số 14 thì nó nhẹ hơn và nó khá là ổn. Đây mình thử với cái hình này đi. Đó, như hình này thì mình cảm thấy nó hơi nặng, hơi sáng quá, thì mình sẽ giảm và giảm này đi luôn đi. Đó thì chúng ta sẽ có cái hình khá là ổn. Đó, đây là trước này, đây là sau, trước sau. Thử màu số 14 với hình này coi sao nhé. Ha, mắc nắng luôn. Rồi cho nên mình sẽ giảm sáng đi chút xíu, giảm temperature đi để cho nó nhẹ nhàng lại và chúng ta có một cái hình kiểu như thế này. Ổn đúng không? Rồi màu số 15 nè. Đó, màu số 15 thì nó thiên hướng hẳn về vintage á, vintage. Retro và vintage á thì nó sẽ thay đổi cái màu của chúng ta khá là nhiều. Tuy nhiên cũng đúng như là cái tính chất của cái bộ frame reset này luôn, là chúng ta giữ cái độ contrast để cho hình chúng ta nó trong sáng nhất có thể, trong sáng nhất có thể. Đây thì hình này mình sẽ giảm đi cho anh em thấy này. Đó, nhẹ nhàng không? Đó, và chúng ta sẽ có đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đó, thì đó là tổng thể 15 cái reset đầu tiên cho cái bộ live reset này. Mình không biết là ở thời điểm các bạn đang coi video này thì nó sẽ tăng lên bao nhiêu, thì nhớ inbox trên mình á, thì mình có thể cập nhật cho các bạn biết là cái bộ live reset này hiện tại nó đã nâng cấp lên được bao nhiêu rồi nha. Thì để tham khảo mua cái bộ này thì các bạn có thể inbox trên fanpage của mình, hoặc là vô hpphotoshop.com thì anh em có thể tham khảo là cách thức mua như thế nào cho nó phù hợp. Có thể mua theo bộ combo và để chúng ta có một cái mức giá gọi là ưu đãi nhiều hơn rất là nhiều ha. Có thể là giảm tới 200.000, 50%, giảm tới 1 triệu chẳng hạn vậy. Thì anh em có thể tham khảo trên inbox của mình á, vô inbox trên fanpage của mình thì anh em sẽ thấy. Thì đây mình để link fanpage của mình ở đây ha. Đó, thì đây là một cái video demo và đồng thời cũng giống như là một cái hướng dẫn cho anh em luôn. Khi mà các bạn có thể thấy là cái cách sử dụng của ta cực kỳ đơn giản đúng không? Tăng giảm sáng cái white balance thôi, temperature và cái tint, và tăng giảm sáng cái exposure, cái độ cái
độ sáng của hình chúng ta thôi là chúng ta đã hoàn tất với cái bức hình chúng ta rồi, rất tiết kiệm thời gian, rất là phù hợp với ảnh chân dung. Đó là toàn bộ về cái bộ này ha. Rồi, để đơn giản là như vậy thôi, mà bao nhiêu màu đó, và tất nhiên là cái số lượng này nó sẽ tăng dần theo thời gian, tại vì khi các bạn mua thì không phải là mua một lần, mà các bạn mua rồi thì hàng tháng thì mình sẽ nâng cấp thêm, có thêm những cái reset mới cho các bạn, hoặc là các bạn cảm thấy cái reset này nó bị lỗi, hay là cái reset số 1 nó không ổn, reset số 2 nó không ổn, cái điểm nào đó thì các bạn nói cho mình biết, thì mình sẽ xem xét và mình sẽ sửa lại cái phiên bản đó và mình cập nhật hàng tháng, và đồng thời mình sẽ thêm những cái reset mới cập nhật hàng tháng miễn phí cho các bạn. Và mình chắc chắn là những cái này nó sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích cho các bạn, nếu như các bạn nào, đặc biệt các bạn làm nghề hoặc là các bạn làm chơi nhưng mà chúng ta chưa có điều kiện, chúng ta không mất thời gian để chúng ta học về cái vấn đề blend màu, đơn giản chúng ta chơi là chụp là chính, thì đó, thì các bạn sử dụng cái bộ preset như vậy nó sẽ rất là tiện. Và đó là toàn bộ với cái bộ live preset này. Nếu các bạn muốn có những cái ưu đãi giảm giá, các bạn hãy liên hệ inbox ở trên fanpage với mình, thì mình sẽ có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi dành riêng cho các bạn ha. Ví dụ như các bạn mua chung, các bạn mua một lần nhiều cái preset chẳng hạn vậy, mua theo combo chẳng hạn vậy, thì lúc nào cũng sẽ có cái giảm giá từ 200.000, 300.000 tới 600.000 cho các bạn luôn. Thì đó là toàn bộ thông tin về bộ live preset ngày hôm nay, đơn giản là vậy, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Mình là Phúc từ HP Photoshop.com. Bye bye.